Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video các bạn nhớ bấm nút like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án có tên là Zero Dog. Thì để tham gia dự án này các bạn click phần link mô tả dưới video mình mở ra mình sẽ tắt chatbot. Rồi các bạn đi xa đi qua bot này mà 30-45. Rồi mình sẽ get được 1 triệu token Zero Dog đó. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group nè. Like và review sẽ tăng 3 người bạn. Rồi bạn mới đáp nè. Tiếp tục các bạn join tiếp kênh group nè. Token đang bán free sale. Rồi bạn mới đáp nè. Tiếp tục follow Twitter và review bot nè. Xin chào Twitter nó các bạn theo dõi nha các bạn. Xuống đây các bạn like nè. Các bạn chỉ dẫn như tờ quýt nè. Các bạn tăng 3 người bạn mình vào các bạn. Các bạn test lại nè. Sau đó các bạn mới đắp lên. Bạn bấm show này đắp. No 10.000 khi. Thì cái kèo này dành cho 10.000 member may mắn thôi các bạn. Rồi các bạn bấm vào một submit nè. Rồi các bạn điền lưu xin em Telegram bạn đã xôn xào ai gấp đúng không? Làm ai gấp các bạn cần phải có độ may mắn trong đó mới tốt cần mới về các bạn. Tiếp tục các bạn điền lưu xin em tại Twitter này. Để follow chứ. Nó follow rồi em điền lưu xin em tại Twitter của các bạn nha mà. Các bạn quên. Ok, nè nè, hát chinh. Tiếp tục các bạn voi con Simber nè. Các bạn vào tài khoản CoinShinber, các bạn đăng ký về tài khoản nha các bạn. Rồi bạn bấm After Wallet cho nó sao nè. Các bạn nhấp vào tôi không phải là cái máy luôn nè. Rồi các bạn bấm Vote Now nha các bạn. Như các bạn vote xong thì bạn chụp màn hình đi các bạn. Để mình coi nó có yêu cầu các bạn gỡ cái ấy không ạ. Rồi các bạn trở về con bot nè. Các bạn bấm vote now nè. Rồi tiếp tục các bạn gửi địa chỉ BNB sẽ mang trên BET20 trên chiếc wallet mình nha các bạn. Nó không yêu cầu mình gửi anh thôi, mình chỉ chụp hợi thôi các bạn. Visit channel. Rồi mình đã nhận được các bạn đã... Đây thì nó kêu visit website, xem qua website của nó, mình xem qua thử các bạn. Dự án của nó nè. Citadot nè. Thì lộ trình của nó nè các bạn, nên coi các bạn. Lộ trình của nó thì bán PCL bán 40% nè. Ai góp, tổng ai góp có 5% ai góp nè. Tổng cung nó có 100.000 tập càng Citadot nè. Brave PCL thì 5% nè. Liquidity là khóa thành khoảng 20% nè. Này là bull này thì 30% nè các bạn. Rồi ok, vậy video mình đây kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.